Chào mừng các em đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Thầy là Thế Cường, rất vui mừng được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới, thầy mời các em quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi: gang thép được sản xuất từ bao giờ? Từ rất sớm, con người đã biết sản xuất thép để phục vụ cho đời sống của mình. Vào năm 1855, một nhà phát minh người Anh tên là Henry, ông đã tìm ra được phương pháp sản xuất thép. Chúng ta cũng thấy đây là hình ảnh của những nhà sản xuất thép từ thời xưa. Vậy, thép là gì, gang là gì và sản xuất như thế nào? Chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay, bài 20, hợp kim sắt, gang, thép. Bài học của chúng ta gồm các phần như sau: thế nào là gang, thế nào là thép và sản xuất gang thép như thế nào. Chúng ta cùng vào phần đầu tiên. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu hợp kim chính là chất rắn thu được sau khi ta làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại hoặc của phi kim và kim loại. Ứng dụng của hợp kim sắt chính là gang và thép. Vậy ta quan sát. Hợp kim sắt, gang và thép. Gang gồm có hai loại, đó chính là gang trắng và gang xám. Gang trắng được ứng dụng để làm luyện thép. Gang xám được ứng dụng để làm đúc bệ máy hay ống dẫn nước. Bên cạnh đó, còn thép được dùng để làm vật liệu xây dựng hay chế tạo các phương tiện giao thông vận tải, vân vân. Vậy, tại sao gang và thép lại được ứng dụng như vậy? Ta thấy, gang cứng hơn và giòn hơn sắt. Còn thép có độ đàn hồi, cứng và ít bị ăn mòn hơn sắt. Lý do là do đâu? Ta thấy, trong thành phần của gang, hàm lượng carbon từ 2% đến 5%. Còn đối với thép, hàm lượng carbon ít hơn 2%. Chúng ta có thể quan sát. Vậy, sản xuất gang như thế nào? Chúng ta cùng coi. Để sản xuất gang, ta cần phải sử dụng nguyên liệu, đó chính là quặng sắt. Bên cạnh đó còn có than cốc, không khí giàu oxy và chất phụ gia. Nguyên tắc để sản xuất đó chính là dùng khí CO để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao. Thầy mời các em quan sát hình ảnh. Đây là hình ảnh của các quặng sắt trong tự nhiên. Các phương trình chính để xảy ra quá trình luyện gang như sau. Ta có phương trình C cộng O2 mũi tên T độ CO2. C cộng CO2 mũi tên T độ CO cân bằng phương trình 1, 1, 2. Và phương trình tiếp theo đó chính là CO cộng Fe2O3 mũi tên T độ CO2 cộng Fe cân bằng phương trình 3, 1, 3, 2. Sau đó, sắt nóng chảy sẽ hòa tan với các nguyên tố như carbon, mangan, lưu huỳnh, silic, v.v. để tạo thành gang. Vậy, sản xuất thép như thế nào? Chúng ta cùng quan sát. Đó chính là oxy hóa tạp chất để loại bỏ ra khỏi gang các nguyên tố carbon, silic, mangan, v.v. Chúng ta cùng theo dõi tiếp. Thổi khí oxy vào lò đựng gang nóng chảy ở nhiệt độ cao. Khí oxy sẽ oxy hóa sắt thành oxit sắt là FeO. Sau đó, FeO sẽ oxy hóa các nguyên tố như carbon, mangan, silic, lưu huỳnh, phosphor, v.v. Ta có một ví dụ. FeO cộng C mũi tên T độ, Fe cộng CO. Cân bằng phương trình 1, 1, 1, 1. Và sản phẩm ta thu được đó chính là thép. Tiếp theo chúng ta cùng quan sát. Vậy, tình hình sản xuất gang thép ở Việt Nam như thế nào? Theo như thực tế, khoảng 2,4 triệu tấn thép một năm. Vậy, còn năng lực thực tế thì như thế nào?
sản xuất khoảng 400.000 tấn trên một năm. Vậy, ta thấy ngành thép hiện nay vẫn còn phải nhập khẩu phôi thép để cán ra thép, thương phẩm phục vụ cho thị trường. Vậy, tóm lại, qua bài học ngày hôm nay, chúng ta cần nắm các nội dung như sau. Hợp kim sắt, gang, thép. Thế nào là gang, thế nào là thép? Và quy trình sản xuất gang, thép như thế nào? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em có một tiết học nhẹ nhàng và hiệu quả. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.